Rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Panorama Audio. Hôm nay thì em lại test lại một em lọc xì mang thương hiệu Puler SG100 cho hành khách trong Sơn Tây Hà Nội. Trước khi em đóng gói để gửi đến cho anh thì em vẫn quay góc cạnh nha. Sản phẩm này thì bên em đang tạm hết. Nếu như anh chị em nào mà đang quan tâm thì có thể đặt hàng với bên list hàng tiếp theo của em, thì cũng đã có danh sách của em SG100 này. Số lượng thì không có nhiều nhé. Những cái mã học xí SG100 này thì em có thể đặt hàng trước. Giá sản phẩm này hiện giờ em đang bán ra với giá là 4,4 triệu. Bao ship cho anh em nào chuyển khoản đủ và cốt thì đặt cọc trước giúp em là 400-500 nghìn. Sau đó nhận hàng và thanh toán nốt và anh em phải trả ship nhé. Tại góc cạnh máy trong tình trạng là rất là đẹp nhé. Em này thì hôm qua thì em đã lên clip rồi. Các cái tính năng cũng rất là ok. Em này thì chuẩn size với các em Omni của Puler, ví dụ như 7800 hoặc là 8800-8900, đặc biệt ghép vào rất là hợp đồng màu và chuẩn size 42 nhé. Anh em quan tâm thì có thể là lên hệ đặt hàng trước. Còn em này thì em đã chốt cho khách ở trong Sơn Tây Hà Nội rồi. Em test lại một lần nữa trước khi em đóng gói. Các cái sản phẩm của bên em thì đều hỗ trợ cho em sử dụng và trải nghiệm bảo hành miễn phí 100% trong vòng 3 tháng do lỗi kỹ thuật anh em nhé. Còn nếu như mà xảy ra lỗi cắm nhầm điện, rơi vỡ hoặc sét đánh thì bên em không hỗ trợ được kỹ thuật. Còn về mặt kỹ thuật thì anh em cứ yên tâm gửi hàng ra, vì ngoài cái dịch vụ bán hàng của bên em thì bên em còn nhận sửa lại rất nhiều cho các anh em thợ, đặc biệt là các cái kênh lớn ở trên YouTube em không tiện nói tên, thì các anh em cũng rất là tin tưởng và đã gửi hàng đến cho em rất là nhiều, kể cả các cái thiết bị karaoke cũng như các thiết bị nghe nhạc. Em vẫn hỗ trợ sửa chữa cho anh em các tỉnh. Nếu như anh em có nhu cầu thì cũng hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0981 956 486 để được hỗ trợ anh em nhé. Với các sản phẩm này thì như hôm nọ thì em cũng có đăng lên là SGBSR110X thì đã cập bến rồi anh em nhé, cộng với sân sôi SS8 cũng đã có hàng. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ để đặt hàng giúp em. Xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Anh em hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.